Một đám cháy lớn đang thu hút nhiều cảnh sát và cứu hỏa đến hiện trường, gây kinh động cả một góc phố. Cạnh đó, ngân hàng SCB vẫn đang làm việc bình thường và đây cũng sẽ là bối cảnh chính của ngày hôm nay. Vi, một cô gái có dáng vẻ dân chơi bước vào ngân hàng. Còn một cô gái khác cũng cá tính không kém là Lít thì đang chờ được gọi phỏng vấn. Một người đàn ông tự đến bắt chuyện với cô rằng anh ta không thích tiếng còi báo động là mấy khi đưa mắt nhìn ra đám cháy ngoài đường. Sau đó, Lít được gọi vào phòng phỏng vấn. Tuy nhiên, sau khi đưa cho giám đốc tài liệu lý lịch của mình thì ánh mắt của cô ta lại tập trung về phía quầy giao dịch bên ngoài. Lúc này, thanh tra IG đang làm thủ tục với trưởng giao dịch viên xinh đẹp Susan. Nhân tiện anh ta muốn xin một buổi hẹn sau giờ làm từ cô nhưng lại bị từ chối khéo. Ở quầy ngay cạnh, Vi đang làm khó giao dịch viên Marie khi bà ta báo rằng tài khoản của cô không được mở tại đây nên không nhận được tiền. Không chịu nghe giải thích còn nói chuyện với thái độ ngang dọc, cô gái này dường như đến đây cũng không phải với mục đích giao dịch tiền bạc gì cả. Lúc này, giám đốc đang hỏi Lít một câu hỏi đại loại là cô có sợ ma không? Anh ta nói rằng mình cũng không phải thuộc tuýp người tâm linh nhưng ở tòa nhà này đã có nhiều người và nhiều câu chuyện rất thật về ma quỷ nên nếu được nhận làm việc, ở đây thì Lít nên chuẩn bị tinh thần trước. Sau đó, cuộc nói chuyện giữa Vi và Marie trở nên căng thẳng hơn khiến Susan phải đến giải quyết, cả bảo vệ cũng can thiệp vào. Sự việc ầm ĩ đến mức kinh động giám đốc đang phỏng vấn Lít và anh ta phải nhìn ra xem chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc, các nhân viên cứu hộ xông vào ngân hàng để hỏi bảo vệ xem họ có bị ảnh hưởng gì từ vụ cháy hay không, tạo nên một không gian vô cùng hoảng loạn. Đây cũng là thời điểm thích hợp nhất để mở màn live show mang tên cướp nhà băng. Vi khai màn bằng việc rút súng đánh gục tay bảo vệ đứng gần mình. Lít khống chế vị giám đốc trong phòng. Một bảo vệ khác nhanh chóng báo tin cho cảnh sát thông qua bộ đàm trước khi buộc Vi dừng lại hành động của mình. Có điều anh ta không ngờ những nhân viên cứu hộ đều là đồng bọn của chúng nên đã đánh úp anh từ phía sau. Sau đó, lần lượt các khách hàng, nhân viên nhà băng đều bị khống chế và tịch thu điện thoại. Chúng ra lệnh cho anh bảo vệ phải đính chính lại với phía cảnh sát rằng tình huống của họ đã được kiểm soát để cảnh sát không tìm đến đây. Tuy nhiên, IG vẫn linh cảm có chuyện gì đó nên đã ra khỏi xe và vô tình nhận được một tin báo nặc danh thông qua radio rằng có một vụ cướp đang diễn ra với nhiều con tin bị bắt giữ nên cảnh sát hay mau đến đây. Trong lúc đó, Susan và Marie bị uy hiếp mở két sắt để lấy tiền cho chúng nhưng bất ngờ là chỉ có 70.000 đô la. Thế quái nào cả ngân hàng to đùng thế này mà chỉ có 70.000 đô. Vậy mà mấy tên cướp cũng dễ hài lòng ghê gớm. Lít và Michael muốn cầm bấy nhiêu thôi rồi bỏ trốn khi còn có thể, nhưng Vi và CZ thì không. Vi không can tâm vì dù sao họ cũng đã gây án rồi nên phải lấy được nhiều hơn cơ. Còn CZ thì nói rằng mình còn rất nhiều đàn em cần phải chăm sóc nên bấy nhiêu là chưa đủ. Lúc này, một giọng nói cất lên rằng ông ta biết chỗ cất tiền ở đâu. Người này là trợ lý giám đốc Edmart, tiết lộ rằng đúng 5 giờ 20 chiều các giao dịch viên cần kết toán tiền và đưa vào két, nhập mã PIN. Nếu như thủ tục này không được thực hiện đúng giờ thì một báo động sẽ được gửi đến cảnh sát. Sau đó, Edmart được mở túi trùm đầu. Ông hứa sẽ giúp họ có được số tiền nhiều hơn như thế nhưng với một điều kiện là không có thêm ai khác nữa bị thương. Sau khi đạt được thỏa thuận, Edmart lần lượt hoàn tất các thủ tục ở két sắt để vô hiệu hóa báo động vì cũng đã không còn nhiều thời gian. Ông nói rằng còn một số tiền lên đến 6 triệu đô la đang nằm ở kho của ngân hàng cũ, dưới tầng hầm của tòa nhà này. Vi tự tin họ đã có thợ chuyên phá két sắt Jammer ở đây nên việc xâm nhập không quá khó khăn. Edmart đưa họ chìa khóa xuống hầm. Trong khi Michael và Lít ở lại canh giữ con tin thì Vi và Jammer đem theo đồ nghề xuống hầm lấy tiền. Lít quan sát hai người từ camera ở phía trên. Đến một cánh cửa, Jammer bắt đầu làm việc, cho biết sẽ mất khoảng 20 phút để phá xong, còn Vi thì đi xung quanh hầm kiểm tra xem có gì đáng giá không. Susan cố gắng làm thân với Michael khi nhờ anh ta dẫn đi vệ sinh. Cô nói rằng Michael vốn dĩ là người tốt, không hề giống với những tên kia và biết tay anh đang bị thương. Michael có chút cảm động khi nghe thấy nên đã nói với Susan rằng vì anh có món nợ quá lớn nên mới phải dính vào chuyện này. Anh bảo đảm cô sẽ được an toàn sau vụ này. Vi ngồi với dáng vẻ thất thần ở cầu thang, nói rằng mình đã thấy gì đó kỳ lạ dưới hầm nhưng Michael không quan tâm. Vi đề nghị họ có thể rời khỏi mà không cần đến số tiền dưới hầm nhưng Michael đã quyết tâm đi đến chỗ Jammer. Trong khi Michael xử lý một nút thắt khác thì Jammer đã mở được cánh cửa. Tuy nhiên, vừa mở ra thì có một bóng đen thù lù xuất hiện nhìn anh chăm chăm nhưng Jammer không thể nhìn rõ mặt hắn là ai. Nghĩ là có con tin nào trốn được xuống đây nên Jammer đã đuổi hắn đi, còn thông báo cho hai cô gái biết nhưng rõ ràng trên màn hình camera chỉ xuất hiện mỗi mình anh thôi. Lít và Vi cũng không hiểu được phản ứng của Jammer là vì đâu, cứ như anh ta đang tự biên tự diễn vậy. Sau đó, càng nhiều bóng đen với túi trùm đầu đầy máu xuất hiện vây quanh anh ta và cùng tấn công, lôi anh vào trong hầm cũ. Lít yêu cầu CZ đếm lại số con tin đang có mặt nhưng ánh đèn điện chập chờn khiến anh ta không nhìn rõ, còn xuất hiện thêm vài nhân dạng mới. CZ bối rối tự nhiên ở đâu mà ra lắm thế này, loạn cào cào cả lên. Cánh cửa đóng chặt cô lập CZ và nhóm con tin, những quái nhân này đã cướp súng và nhét nó vào miệng anh ta. Khi ánh đèn dần ổn định, Vi bắn phá được cánh cửa dẫn xuống hầm, còn cửa của CZ thì tự động mở ra. Nhưng khi Lít vào trong thì chỉ thấy các con tin chứ không thấy CZ đâu cả. Michael đi theo tiếng động phát ra từ chỗ Jammer thì phát hiện ra anh ta đang nằm thoi thóp với túi khăn trùm đầu. Khi Michael lại gần mở khăn thì gương mặt anh ta đầy máu, một tay cầm máy khoan đã tự khoan vào đầu mình tự sát. Sợ hãi, Michael bỏ chạy khỏi đó. Lít bắt đầu mất liên lạc với Michael.
Một cuộc gọi đến của thám tử IG Malik buộc Edmund nghe máy nhưng họ chỉ muốn nói chuyện với tên cầm đầu. Lúc này, bên ngoài đã rất đông cảnh sát bao vây rồi. IG thuyết phục Lid hãy giữ an toàn cho tất cả con tin và họ sẽ cho cả băng cướp được khoan hồng tốt nhất. Lid xin ông ta 30 phút để sắp xếp mọi việc trong này. Nghi ngờ chính Susan là người đã gọi cho cảnh sát nên Lid đã thẩm vấn cô nhưng nhờ vậy mà biết được một chuyện khác nữa. Tại chính ngân hàng này vào năm 1982, một tên cướp đeo mặt nạ trắng đã bắt giữ một số con tin. Khi bị cảnh sát cô lập, hắn ta trở nên điên loạn và buộc một số người giết lẫn nhau. Vài người còn lại bị hắn thiêu sống trong căn hầm cũ. Sau khi gây án, người đàn ông này đã bỏ trốn, không bao giờ bị bắt hoặc tìm thấy ở đâu cả. Nhiều năm qua, người làm việc ở đây tin rằng vẫn còn những bóng ma lẩn quẩn dưới đó và không ai dám bén mảng xuống cả. Dừng khoảng chừng là 2 giây, Lid đờ mặt ra vì những điều mà vị giám đốc phỏng vấn cô hỏi ban đầu thì ra đều là có nguyên nhân. Cảm thấy rối bời, Lid định làm tổn thương Susan nhưng Michael đã kịp ngăn lại. Cùng lúc, Vi xuất hiện với một túi tiền nhưng tất cả đều là tiền từ năm 1982. Hai chị em bắt đầu cãi nhau. Trong lúc đó, lính bắn tỉa đang nhắm về phía Vi nhưng Lid phát hiện ra được nên đã cứu mạng cả hai. Tình hình càng lúc càng căng thẳng khiến cho Lid trở nên mất bình tĩnh. Cô nói chuyện với bảo vệ để hỏi xem liệu cảnh sát sẽ làm gì tiếp theo trong tình huống này thì được khuyên tốt nhất hãy trả tự do một con tin thì họ sẽ cho cô nhiều thời gian hơn. Lại có cuộc gọi đến điện thoại ở văn phòng và Lid nhấc máy. Bất ngờ là phía bên kia đang thuật lại nội dung báo cáo y hệt như nội dung mà cảnh sát IG đã nghe được trước đó. Lúc này, Michael đang cố gắng cắt một đường ống nước để thoát thân nhưng gặp một người phụ nữ bị bỏng đang cầu cứu. Lát sau, khi nhìn lại, anh phát hiện đó là một hồn ma khiến anh sợ chết khiếp. Còn Vi, khi đi xuống hầm cô đã phát hiện thi thể của CZ với phần đầu đã bị thổi bay. Không hiểu to xác như anh ta thì lũ ma chơi kéo được xuống đây như thế nào nữa. Lid quyết định chọn một con tin ra giao cho cảnh sát. Khi cô hỏi IG ai đã báo tin thì ông ta nói rằng mình đã nghe được nó từ radio. Cảm thấy kỳ lạ, Lid quay vào trong và lại nghe được nội dung tương tự như vậy lần nữa, tin rằng cảnh sát đã không nói dối. Dưới tầng hầm, Michael gặp được Vi và chỉ cho cô lối thoát bằng đường ống nước để chạy trốn trước. Lúc này, anh ta đang tưới xăng khắp hầm và bắt đầu châm lửa. Khói bốc lên trên khiến cho Lid phải thả các con tin ra, bắt đầu từ Edmund. Cảnh sát cũng ập vào trước khi Lid quải túi tiền bỏ chạy xuống hầm, mặc cho các con tin khuyên cô không nên xuống đó nữa. Tại đây, đến lượt Lid được diện kiến những quái nhân đã giết chết đồng bọn của mình, đương nhiên không thiếu tên đeo mặt nạ trắng. Nhưng Michael đã xuất hiện đúng lúc đánh lạc hướng chúng, tạo cơ hội cho Lid bỏ chạy. Anh đã chọn thiêu cháy tất cả, hy sinh bản thân mình. Một thời gian sau, Lid đang lái xe trên đường thì radio phát lên bản tin về vụ cướp của họ. Tuy nhiên, cảnh sát ghi nhận rằng tất cả thành viên đều đã chết trong đám cháy. Vi đã chờ sẵn Lid ở một nơi khá hoang vắng. Cô ném túi tiền xuống đất và thông báo cho Vi rằng Michael đã hy sinh để cứu họ khiến cho Vi cảm thấy vô cùng có lỗi. Còn tại sở cảnh sát, trong cuộc thẩm vấn các con tin sau đó, tất cả đều đồng loạt nhắc đến người tên Edmund nhưng IG cho biết các máy quay ghi lại đều không có người này. Susan là người làm việc tại ngân hàng lâu nhất nhưng cũng chưa từng gặp qua người này. Sau đó, cô nhìn vào bức tường điều tra của IG và chỉ vào bức ảnh của Edmund nói chính là ông ta. IG ngạc nhiên nói với cô ấy rằng không thể nào, đây là của một con tin đã chết trong sự cố năm 1982, người đã gọi cảnh sát để báo cáo vụ cướp nhưng đã bị tên cướp bắn ngay sau đó. Nội dung cuộc gọi mà Lid và IG đã nghe ngày hôm đó chính là từ giọng của ông ta. Lúc này, chuẩn bị xuất phát thì xe của Lid và Vi gặp sự cố nên Vi phải xuống xe kiểm tra thử. Không ngờ sau khi vừa đóng nắp capo thì tên đeo mặt nạ trắng đã tấn công cô từ phía sau. Bộ phim đến đây cũng đã kết thúc rồi nè. Đừng quên đăng ký kênh của bọn tớ để xem được nhiều phim hay hơn nha.